Hello, xin chào các đồng chí và anh chị em các bạn thân mến. Một tai nạn xe hơi nữa anh chị em các bạn đây. Hôm nay mình đi vô trong thành phố, đi vô và đi ra đi về là hai vụ tai nạn đụng văng vô bờ, khủng khiếp. Anh chị em các bạn thấy ở Mỹ đường xá mấy thằng cu ba sọc lờ nó sợ lại mình luôn, lại mình like, nó chửi ôm trời đất luôn. Mình like, mình nói về đời sống nước Mỹ, nó chửi, nó hâm, nó dọ. Mấy thằng này nó bị, nó côn đồ, mấy cái đám này nó ô hợp lắm anh chị và bạn. Các bạn thấy đó, thấy không? Tai nạn xe cái này là đúng bánh đầu luôn á. Vậy là xong rồi, bảo hiểm đủ thứ hết. Các bạn biết ở Mỹ này mà tai nạn mà nó gọi là accident, văng vô vách, văng vô bờ, nát đít bể đầu không còn. Các bạn thấy ghê không? Thì các bạn ở Mỹ tai nạn giao thông Mỹ nó khủng khiếp lắm. Bởi vì ở trong mấy cái thành phố lớn á, nhiều khi đời sống người ta nó bị stress, anh chị các bạn biết. Họ lái xe họ vội vã, con người ta sống ở Mỹ này mà nó máy móc rồi, con người ta ai cũng phải lo tắc tắc tắc, cho nên nhiều khi cái cuộc sống nó làm cho người ta bị hối hả. Cái chuyện tai nạn xảy ra nhiều khi họ ăn họ uống ngồi trên xe luôn, mà các bạn nghĩ đi, đi làm, tôi nói giống như anh cho anh đi làm bên construction, các bạn biết nhiều khi bận rồi, thời gian ăn uống nghỉ ngơi công việc nó bận, làm như nó không phải giống như cái đám ba sọc lờ nó lên mạng nó nổ cái đâu. Muốn có tiền là phải vấn thân làm, kiếm được số vốn rồi mới nghỉ hưu, mới nhiều khi nghỉ hưu rồi cũng phải làm, có nhiều người cũng phải làm, tại vì giờ chi phí nó cao, đời sống nó cao, người ta phải làm để rằng mà chi phí những cái cuộc sống. Có nhiều người có con có cái, họ nghĩ đến tương lai con mình, nên người ta phải làm để rằng mà cho tụi nó có được cái cuộc sống tốt hơn, hy sinh đời cha củng cố đời con ở đất Mỹ này. Cho nên các bạn biết nó không phải giống như là những cái gì mà một cái bức tranh màn hình mà nó đẹp, giống như là mấy cái đám chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ này nó nổ rồi. Bởi vì nó rất là cay cú khi thấy anh Hùng Trần, anh Cho, anh Cầm, Nancy Phạm, anh Tư rồi, rất là nhiều người, Quốc Dương rồi, anh Danny rồi, như là một lên tiếng về nước Mỹ đó, là tụi nó cay cú lắm, nó rất là tức. Tại vì nó cứ nhìn về Việt Nam, nó cứ xiên xỏ, nó cứ ba sọc lờ nó. Mà trong khi đó cái xã hội Mỹ nó đâu có dám chấp nhận đâu anh chị các bạn. Nó sợ lắm, nó rất là sợ cái lũ này, nó ô hợp, nói tới là nó hù dọ. Lại mình mà quay trở lại like là mấy thằng này nó sợ lắm. Mấy hôm nay nó hù dọ, nó cười nè. Nó hù dọ đủ cách đủ kiểu đó. ai mà không biết tưởng đâu thật à, nó ghép bên này nó ghép bên kia, đám này ba sọc lờ toàn là lũ côn đồ. Anh em rồi anh chị em các bạn yêu nước ở hải ngoại, cố gắng mình truyền đạt về với quê hương để cho người dân, những người mà họ không có tiếp cận được những cái thông tin ở bên này đó, để người ta thức tỉnh, người ta không có bị tụi nó đẩy vào những cái dòng lao lý, và những cái giới trẻ họ không có bị mắc bẫy tụi nó, để rồi một đời đi vào trong cái bế tắc. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha. Chị các bạn thấy mỗi lần mà nó bị tai nạn vậy, anh chị các bạn thấy nó kẹt xe, từ ở trên đó nó xuống tút ở dưới này nó còn sẽ kẹt xe, nó dồn xe lại ghê lắm. Còn tôi nói mà ở trên mà xa lộ, những cái cao tốc Việt Nam gọi là cao tốc, những cái freeway này mà nó tai nạn giao thông chiều nó hồi là nó dứt đích với nhau, đụng đầu với nhau là nó kẹt hàng chục cây số chứ không phải giỡn, nó kẹt nối đuôi dài với nhau. Bây giờ cao điểm mà
anh chị các bạn biết giờ cao điểm mà nó kẹt xe nó dài, nhiều khi cũng làm cho cái cuộc sống người ta bị xáo trộn rất nhiều. Khi ai cũng tranh thủ đi làm đi về đó, khi mà gặp những cái tai nạn vậy mệt lắm, ngồi trên xe phải đợi, nhất là trời nóng là anh chị các bạn biết, xe nào mà không có máy lạnh hả, mà ôi trời bữa nay là cả 100 độ Arizona mà, cái Arizona, cái vùng Phoenix, cái nó nói chung là cái vùng thung lũng của Phoenix rồi, của Arizona thôi chứ không phải là toàn bộ Arizona, chỗ nào cũng sa mạc. Cái chữ sa mạc nó là hồi xưa thôi, bây giờ nó đã nông thôn đô thị hóa hết rồi, nhưng mà cái hơi nóng nó vẫn còn. Valley of the Sun các bạn thấy, cho nên người ta nhiều khi nó bị họ bực tức lên, nhiều khi họ móc súng họ bắn nhau nữa. Cách đây hồi tháng rồi nữa, nó lái xe với nhau, nó chỉ giành giật với nhau từ tiếng đường chạy thôi, móc súng bắn già không chết, mà đứa con với vợ ngồi sau, nhỏ có 8 tuổi bị thương chết, bị bắn chết nhỏ luôn ngồi sau, một còn người cha và người mẹ thì bị thương thôi. Các bạn thấy không? Nhiều cái thương tâm lắm, nhiều những cái chuyện rất là thương tâm xã hội. Mỗi lần mà tôi đi bô trong thành phố, anh chị các bạn biết là mình phải ngó trước ngó sau, mình phải cẩn thận, phải nhường nhịn, phải nhường nhịn chút, chứ mà hở mỗi lúc mà quay qua mà bóp kèn bên này, mà bóp kèn là biết có chuyện đó. Còn Việt Nam mình cái văn hóa bóp kèn là cái văn hóa giao thông để gọi là xi nhan với nhau hay là nhường nhịn nhường nhau. Bởi vì bên Việt Nam tôi về tôi lái xe cũng vậy, nhiều khi mình cái văn hóa của mình nó quen rồi, mình thấy nó luồn tùm lum tà la, lòn lách tùm lum la, nhưng mà mình quen rồi, cái đời sống của mình nó quen rồi, mình nhường với nhau. Còn bên Mỹ mà các bạn mà lòn lách nhau là nó xuống nó chặn đầu xe lại, nhiều tay gặp giang hồ là nó móc súng và nó đập. Tôi nói chạy trên xa lộ mấy cái chuyện mà nó đập nhau là chuyện bình thường. Ở đây nó chơi súng ống nhiều, nó mua súng có giấy tờ không được, nó mua súng giả, có súng lậu bên lộ. Các bạn thấy nó phức tạp lắm. Mình đi vô thành phố hồi sáng hồi sớm, giờ đi về đi công chuyện về là các bạn thấy hai vụ tai nạn gì rồi, và bắt đầu bảo hiểm, nói chung là bảo hiểm là thấy cũng mệt rồi, đóng bảo hiểm. Nhưng mà khi tai nạn như vậy thì các bạn biết và thấy rầu bảo hiểm nó tăng cái bảo hiểm lên, mà chưa nói là bên lỗi nha, cái bên lỗi còn mệt nữa. Bị tiết kiệt là bị phạt chừng dài cái 2-3 cái tiết kiệt là thấy bức cả hơn cả tháng lương rồi, văng vô vách rồi và thấy rầu. Thôi thì là mình like tới đây, xin chào anh chị các bạn nha, bye bye.